Công thức làm bánh lăng caramel mềm mịn, thơm ngon cực kỳ dễ, ai cũng có thể làm được. Đầu tiên mình sẽ khuấy tan 3 quả trứng gà, nhớ là khuấy nhẹ tay thôi nha. Tiếp theo mình sẽ đun 350ml sữa tươi và 120g sữa đặc, chỉ đun ấm không được sôi nha. Sau đó đổ hỗn hợp nhẹ nhàng vào trứng và mình khuấy đều. Để bánh lăng được mịn thì mình sẽ lọc 2 lần qua rây, vậy là xong phần lăng. Phần caramel sẽ là 75g đường và 45ml nước. Đun sôi hỗn hợp cho đến khi nào có nhiều bong bóng nổi lên thì mình vắt vào một xíu chanh. Khi đường chuyển màu vàng như này thì mình tắt bếp ngay và đổ vào khuôn. Khuôn đựng thì phải thật khô và không bị dính nước nha. Sau đó thì mình đổ từ từ hỗn hợp lăng vào, dùng tâm làm bể bong bóng trên bề mặt nếu có. Nồi hấp thì mình phải đun cho ấm lên trước, khuôn thì chỉ cần để hờ thôi là được rồi. Trong quá trình hấp thì mình phải chỉnh lửa thật nhỏ và không được để nước sôi, chỉ hấp bằng hơi nóng thôi. Cách vài phút thì mình mở nắp ra lau cho khô, như vậy thì bánh sẽ không bị rỗ. Và đây là thành quả nè, khuôn hơi to nên mình lấy ra không được khéo cho lắm, nhưng mà được nguyên cái bánh to nên ăn sướng lắm. Màu bánh thì khá là đẹp, bánh cực kỳ mịn và thơm mùi caramel chứ không hề bị tanh mùi trứng. Mình làm kiểu này thì khi lạnh sẵn chỉ cần đổ ra và ăn thôi, không cần thêm đá hay thêm cà phê vào nữa. Mình mới ăn cách đây có 2 ngày à, mà giờ lại làm nữa nè. Ai mà là fan của bánh lăng thì nên thử công thức này nha.